Rồi xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của bên em. Thì em giới thiệu một chút nhé. Kênh bên em Quyết Bắc Giang chuyên đồ độ chế xe ba bánh bốn bánh nhá. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu cho tất cả anh em một bộ số chia cầu 4x4 hoặc 6x6. Anh em có thể làm 6x6 hoặc 4x4 nhá. Thì anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau có video là hay anh em có thể xem được. Thì hôm nay bên em giới thiệu trực tiếp hộp số này. Thì đây là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhá. Thì sắp tới thì bên em sẽ có cái dòng hàng của bên em tự làm nhá, sẽ nhái 100% số này, nó sẽ rẻ hơn. Còn hộp số này giờ bên em giá thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại nhá. Rồi đi thì bên em giới thiệu sơ qua nhá, thì không để mất thời gian của anh em nữa. Thì nó bao gồm hộp số này, dây và hộp số để cài cầu, cài một cầu hai cầu cho anh em nhá. Đấy. Thì bình thường để như này thì nó sẽ là anh em chạy một cầu thôi. Đấy, còn lên đây này anh em chạy hai cầu thì bên này có cái càng cua nhá để anh em di chuyển hai cái bánh răng nhá. Rồi mày vào một lớp đi, đây một lớp này thì nó sẽ quay cho anh em là đây thì nó chỉ là một cầu thôi, thì anh em chạy một cầu bỏ một cầu thì nó chỉ là đây cái phần này anh em nhá. Đây từ máy xuống này, từ máy xuống nhá, từ máy xuống thì nó ăn trực tiếp vào đây là cái cầu đầu tiên đây. Đấy thì hai kia bên kia bỏ nhá, thì hai đấy. Còn nếu mà anh em cài vào cái thì anh em đấy xoay cái chạy, anh em chạy 4x4 hoặc 6x6 được nhá. Thì cái này bình thường bên em nó lắp chéo lên này, hơi chéo chéo như này thì từ máy xuống đây thì đằng này sẽ đến cái cầu đầu tiên, còn cái phần trên này nó sẽ lên đằng cầu đằng trước nha các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn chạy thêm một cầu sau nữa thì anh em có thể thêm một số là anh em vắt cái cắt đăng về đằng sau nữa thì anh em có thể chạy 6x6 đấy. Nên yêu cầu nếu mà anh em chạy nhiều thì các anh em có phải máy cực tàu khỏe thì anh em mới vào được số. Thì bình thường nếu anh em lắp thêm số phụ để được đấy, lắp thêm đầu số phụ để được đấy, nó sẽ chạy cực khỏe và cực chất luôn đấy. Cái này thì là chẳng mấy khi có cái shop nào có đâu, nếu anh em mua thì cái này phải đặt hàng cơ thì nó không có sẵn đâu. Thì hôm nay em có hộp số đầu tiên thì báo giá anh em luôn là 3,8 triệu một hộp nhá. 3,8 triệu một hộp nó rất là đắt vì cái này là hàng nhập khẩu đấy. 3,8 triệu một hộp nhá. Thì đấy thì anh em nào mua thì anh em liên hệ trực tiếp nhé. Hộp số chia cầu dùng cho độ chế đồ ba bánh bốn bánh đấy. Bốn bánh cái này chủ yếu là anh em làm bốn bánh thì cái này sẽ chạy cầu trước nhá. Rồi cái này video thì em giới thiệu sơ qua đây, anh em có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Quyết Bắc Giang chào tất cả anh em.